Sau tin đồn yêu trai đẹp tiếng sét trong mưa, nam em tiết lộ quay xong phim bị dính. Sau khi đóng chung phim Tết 2022 nhà không bán, tin đồn tình cảm giữa nam em với Bạch Công Khanh xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, nguyên nhân là bởi cặp đôi dành cho nhau quá nhiều cử chỉ, hành động thân mật. Mới đây, người hâm mộ lại có dịp chèo thuyền nam em Bạch Công Khanh khi fanpage chính thức của nhà không bán đăng tải đoạn clip phỏng vấn hai nhân vật chính khi đi quảng bá phim. Nàng hậu đã có chia sẻ rất thật lòng về chuyện phim giả tình thật với nam MC VTV đình đám. Đóng cái cảnh tình tứ xong là bị dính mút, rồi tôi tự nhủ phải gỡ ra thôi, cứ như vậy là không được. Sau đó tôi viết nguyên một bài hát, lúc về nhà tâm lý đúng là rất nặng nề luôn, kiểu như là đã tự nhủ. Nam em à, đã nói đừng yêu ai nữa mà sao cứ kỳ vậy nam em, mới quay có một phân đoạn mà sao kỳ vậy nam em, không được rồi, phải có cái xả ra mới được. Thế là tôi viết bài hát rồi gửi cho anh ấy, nam em nói. Tuy giải thích là vậy, nhưng suốt quá trình quảng bá phim, nam em Bạch Công Khanh vẫn chẳng rời nửa bước. Khán giả thường xuyên bắt gặp nam em dựa vào người Bạch Công Khanh, nắm tay rồi ôm eo anh cực kỳ tình tứ. Trước đó, nam em từng thú nhận rằng khi nhận vai Trinh trong nhà không bán, cô không biết Bạch Công Khanh là ai nên phải lên mạng tìm hiểu về bạn diễn. Khi chạm mặt ở phim trường, cô từng nghĩ chắc không thể đóng cảnh tình cảm, nhưng sau đó cả hai hợp tác ăn ý như đôi tình nhân từ kiếp trước. Người đẹp nửa đùa nửa thật. Cảnh quay với Bạch Công Khanh khó nhất phim nhà không bán bởi vì phải dùng cảm xúc yêu đương. Trong phim tôi phải đón nhận tình cảm từ một người có ánh mắt long lanh nên gặp khó khăn khi xả vai. Ấn tượng nhất với hai diễn viên trong phim là nụ hôn màn ảnh cuồng nhiệt. Quay xong, nam em tự cảm thấy chưa hài lòng với giọt nước mắt của chính mình. Cô xin đạo diễn cho quay lại. Suốt khoảng thời gian hợp tác, cả hai dần trở nên thân thiết do tìm thấy nhiều điểm chung trong âm nhạc, điện ảnh. Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 quý mến đàn anh vì sự chân thành, tử tế và luôn cháy hết mình với nhân vật. Được biết, sau nhà không bán, cặp sao tiếp tục nên duyên màn ảnh trong một phim truyền hình đang quay. Bạch Công Khanh là diễn viên ca sĩ đa tài, chiếm được thiện cảm trong lòng khán giả. Anh chàng từng giành giải quán quân gương mặt thân quen mùa 4. Sau đó, anh làm MC cho các chương trình phát trên sóng VTV như Sàn chiến giọng hát, Ca sĩ ẩn danh, Năm vòng vàng kỳ ảo. Năm 2019, tên tuổi Bạch Công Khanh bật lên khi vào vai cậu Ba Xuân trong bộ phim truyền hình Tiếng sét trong mưa. Về dự án nhà không bán, đây là phim kinh dị duy nhất chiếu rạp Tết năm nay, phim kể về những hiện tượng ma mị trong một căn nhà cổ ở Nam Bộ. Kể song song câu chuyện ở năm 1998 và thập niên 1950, ngoài nam em và Bạch Công Khanh, phim còn quy tụ nghệ sĩ Minh Hoàng, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ Việt Hương, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, Hữu Tính.